Anh nói sẽ không bao giờ quay trở lại. Và anh vĩnh viễn không bao giờ còn cơ hội. Anh biết. Đáng đời anh mà. Nhưng mà anh vẫn muốn xin em một lần. Anh chưa bao giờ xin xỏ gì em. Khuê, bây giờ anh xin em quay lại với anh có được không? Ngày xưa em nói em muốn anh quỳ gối xin lỗi em. Được, anh quỳ xuống khóc xin lỗi em. Gì đây?